gì đó hả, nhắn tin trên Zalo đang nói chuyện mất tiêu, thằng á thì hỏi không trả lời, buôn bán
cười luôn, tròn như ở nhà. Thêm một con nữa. Nên mình giỏi lắm. Cái thằng vô cân nó sợ mình. Thế ăn bánh chưng nhé. Cô đi sáng nay ăn gì được không? Dạ bánh giò. Đây, đưa video cá vào.